Theo cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay đã có 50 trên 63 tỉnh thành trong cả nước được cấp tổng cộng 4.000 mã số vùng trồng cho các loại cây ăn trái với tổng diện tích 300.000 ha. Các mã số vùng trồng trên được cấp cho các loại cây ăn trái như chuối, thanh long, mít, nhãn, vải, xoài, chôm chôm, măng cụt, chanh leo, dưa hấu. Hiện các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được cấp 1.561 mã số vùng trồng cho cây ăn trái. Vùng Đông Nam Bộ có 224 mã số và Tây Nguyên có 168 mã số vùng trồng.